Chào các bạn. Hôm nay mình mời các bạn cùng xem đêm lễ Phật đản của Nam Tông Khmer và cũng là đêm khánh thành cổng chùa mới Nha Chi thuộc huyện Dòng Ghèn, tỉnh Kiên Giang. Đây là một cái cổng được mới xây dựng to và hoành tráng bậc nhất miền Tây nha các bạn. Mời các bạn cùng xem. Thì cũng như ta để tháng mà mình muốn đi cũng được, thế lại cũng nhà ta còn đi đào thai nên mình cũng định đến việc thạc sĩ đó.
ไม่ต้องกลัวเรื่องนี้มันจะต้องเป็นในประเทศเพราะเราเลยเป็นเรื่องในต่างโลกเนี่ยให้เราตั้งยึดน้อมตั้งใจนะครับมันเป็นความรู้ความสุขนะครับ